Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói về các chỉ huy ở KVK1 nhỉ? Thực sự thì mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà với sự xuất hiện của rất nhiều chỉ huy mới, thì có lẽ chúng ta cần một video để nói về họ. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Gameplay U. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về xếp hạng các chỉ huy ở KVK1 nhé. Nếu bạn không muốn làm kẻ thất bại khi va chạm với các vương quốc khác trong KVK, hãy đến ngay với dịch vụ hỗ trợ vương quốc của GPI. Rất nhiều vương quốc đã tin dùng dịch vụ của chúng mình với rất nhiều ngôi sao và chuỗi sao trên lá cờ. Và qua mỗi kỳ KVK, chúng mình lại tích lũy thêm kiến thức để tiếp tục hỗ trợ các vương quốc tiếp theo. Đến với GPI, các bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ chu toàn, uy tín và chuyên nghiệp nhất hệ mặt trời. Chi tiết hơn, hãy click vào đường dẫn dưới phần mô tả. Video này của mình sẽ gồm hai phần chính. Phần thứ nhất đó là xếp hạng các chỉ huy, và phần thứ hai đó là những lời khuyên xương máu dành cho các anh em mới chơi ở KVK 1. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn với phần thứ nhất. Vẫn là những tiêu chí đánh giá quen thuộc dành cho việc Open Field. Đây sẽ là 4 tiêu chí đó. Tuy nhiên, do định hướng của nhà phát hành cũng như là meta ở các KVK tiếp theo, nên là độ quan trọng và mức độ đáng đầu tư của các chỉ huy hiện tại đời đầu còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như là bảo tàng, mức độ đa dụng khi ghép cặp với các chỉ huy sau này. Và ở bảng xếp hạng này, chúng ta chỉ xếp hạng sức mạnh thuần túy của các chỉ huy ở KVK 1. Sức mạnh của họ sẽ được cân đo đong đếm bằng 5 cấp độ, đó là S, A, B, C và D. Với S là viết tắt của Super Xịn, còn D là viết tắt của dở. Dở lắm anh em ạ, đừng lên. Như mình đã nói ở trên, ở bảng xếp hạng này, các chỉ huy sẽ luôn được mặc định là đã tối đa và có đầy đủ sức mạnh, không cần quan tâm đến cách ghép cặp cũng như là sau này là như thế nào. Mạnh ở giai đoạn này đã, tính sau. Lúc này thì CD sẽ là những cái tên không có quá nhiều đất diễn nếu bạn là người tiêu dùng đồng cao. Chúng ta có thể kể đến là Herman, Pelagius, Byzantine là những chỉ huy tím với sát thương đơn mục tiêu. Các loại hiệu ứng có lợi cũng như bất lợi cũng không có quá nhiều giá trị sử dụng trên chiến trường. Bên cạnh đó thì có những cái tên thuộc nhóm không nên dùng. Chúng ta có thể gọi họ là nhóm E cũng được. Đó là Loha, Bodica, TPO, Mundeok, Osman hay là cả Kera. Đều là những cái tên dù bạn là F2P đi chăng nữa thì cũng không nên dùng. Thực ra thì Kera cũng rất mạnh, nhưng mà ở KVK 1 thì mình đố ai có thể mắc được, kể cả các boss. Ở vị trí cao hơn một chút thì chúng ta có sự xuất hiện của Baiba, Kusunoki, Velazius và hai cái tên chỉ huy huyền thoại đó là Frederick và Ragnar. Đây là những cái tên chỉ huy tím vô cùng quen thuộc phải không nào? Baiba và Kusunoki là hai chỉ huy tím với sát thương diện rộng khá tốt. Baiba có hệ số sát thương là 1000 cho 5 mục tiêu và không bị giảm với mục tiêu phụ. Kusunoki có ít sát thương hơn nhưng lại xóa bỏ được rất nhiều hiệu ứng có hại cho đội quân. Các chỉ số cơ bản của hai chỉ huy này cũng khá tốt. Belisarius thì thuộc dạng siêu tốc độ rồi. Chơi Osiris hay chơi các sự kiện đều rất ok là. Từ những em F2P đến Gambot đều rất thích móc mỏ thì cứ tìm đến Belly mà thôi. Thú vui tao nhã này thì khó ai mà cưỡng được. Ông này thì bị một cái đó là sát thương đầu ra kém và đánh bôn thì hơi tù. Bên cạnh đó có hai chỉ huy huyền thoại đó là Frederick và Ragnar. Sở hữu cho mình không có quá nhiều sức mạnh nổi bật. Sát thương thì đơn mục tiêu, chỉ số thì không quá xuất sắc. Nên họ chấp nhận nằm ở danh này thì không có quá nhiều thứ để phải bàn đến. Cuối cùng đó là Joan, một chỉ huy thu thập nhưng có khả năng tạo hiệu quá lợi như là bắp nộ rất là ổn áp. Bên cạnh đó là một số thuộc tính cơ bản khác được bắp thêm dựa vào từng loại quân. Joan là một kiểu chỉ huy đặc thù, ổn áp nếu sử dụng đến đúng mục đích, tốt cho các boss sử dụng 5 đạo quân, còn lại thì không ổn. Đó là lý do đa phần mọi người dùng chỉ huy này để đi farm game là chính. Với ship B, chúng ta sẽ có khá nhiều cái tên ở đây. Mình sẽ sắp xếp họ theo những đặc tính giống nhau một chút nhé. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến như là Cao Cao, El Cid, Julius Caesar, Hannibal. Đây là những cái tên khá tốt trong mảng gây sát thương đơn mục tiêu. Chỉ số sát thương khá lớn, Tào Tháo thì có hệ số sát thương cao, tốc độ chạy nhanh và bắp khá nhiều sát thương cho kỵ binh. Mỗi tội quả chuyên môn thì hơi tự bóp. El Cid thì cũng tương tự với cung thủ. Julius Caesar và Hannibal thì sẽ hỗ trợ tốt cho những đội quân big chop và cả những rally nữa. Mặc dù chúng không thuộc những tiêu chí mà chúng ta đang đánh giá. Đi phụ cho hai chỉ huy này nếu là những chỉ huy có sát thương diện rộng thì lượng sát thương được bóp khi chỉ huy phụ ra kỹ năng cũng không phải dạng vừa đâu anh em nhé. Tiếp theo đó là Pericles. Đây có thể coi là một challenge mặc theo phiên bản miễn phí với độ cứng cáp đáng nể và cây tài năng hỗ trợ cực kỳ ngon nghẻ. Chúng ta có thể gọi đây là một chỉ huy ship B cộng trong danh sách này vì thực sự ông ta rất đa dụng. Cuối cùng là chỉ huy có khả năng gây debuff diện rộng. Chúng ta đang nói đến Imhotep. Ông ta có debuff vòng tròn 5 mục tiêu, tăng sát thương nhận vào cho kẻ thù lên 30% và giảm nộ của chúng đi. Vì sao những cái này lại quan trọng và khiến mình phải để ông ta ở danh này? Đó là vì các boss có sát thương cực kỳ lớn. Chúng ta có thể kể đến sát thương phản kích, sát thương đánh thường lớn từ CM hay là sát thương diện rộng từ Jisungi. Nếu chúng ta có Imhotep trong đội hình, chúng ta có thể làm mềm các boss đó, khiến sát thương đầu ra ở các boss yếu hơn. Qua đó đồng đội hay là bản thân chúng ta sẽ sống lâu hơn trên chiến trường. Nếu bạn là một F2P và muốn chơi tới bến thì hoàn toàn có thể sử dụng Imhotep để hỗ trợ một cách đắc lực trên Open Field. Như vậy thì anh em, bạn bè của bạn sẽ rất vui bực đấy.
Tiết A với sự góp mặt của những cái tên như là Minamoto, Mehmet, Richard, Mộc Lan và Tôn Tử. Minamoto thì đơn giản là xuất sắc với khả năng cắt máu kẻ thù, chuyên môn bổ trợ thêm một lượng sát thương rất lớn và kết liễu kẻ thù nhanh chóng, đặc biệt là những người chơi T4. Tướng nạp tiền này khá xứng đáng để dương oai dưỡng võ đúng không anh em? Tiếp theo chúng ta có là Mehmet, là một chỉ huy có sát thương diện rộng với hệ số sát thương là 1350 cho 5 mục tiêu. Đi kèm với đó là bổ sung sát thương kỹ năng, tấn công cùng với 10% năng lực đội quân nữa. Đây cũng là một chỉ huy mạnh trong việc rally ở thời điểm đầu game. Tôn Tử thì cũng không kém phần long trọng so với Mehmet, khi cũng gây sát thương cho 5 mục tiêu, tính ra hệ số sát thương cũng 1000, mà đánh vào mục tiêu phụ cũng không bị giảm nữa. Đánh trúng nhiều mục tiêu thì lại được hồi nhiều nộ, chưa kể đến các chỉ số đắt giá khác như là 10% máu cho bộ binh. Dân bộ binh thì bất cứ thời kỳ nào đều cần máu hết, đặc biệt là ở KVK1 này. Thêm nữa thì ông ta có thể giảm mọi thiệt hại nhận vào đi 10% và tăng 20% sát thương kỹ năng. Điều này khiến cho Tôn Tử đi phụ cho bất cứ loại binh chủng nào đều rất mạnh. Thật không hổ cái danh chỉ huy bán huyền thoại mà. Đúng là tướng tàu khựa của game tàu khựa anh em ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến Richard, lại một tanker chính hiệu khác. Vai U thì bắp, hồi máu nguyên cả cục. Kỹ năng, tài năng chỉ chăm chăm vào việc tồn tại lâu trên chiến trường. Nếu không phải bị một kẻ thù mạnh mẽ tấn công thì việc kết liễu được một Richard trên chiến trường thực sự là rất vất vả. Và đó cũng là cái lúc debuff của Richard hay cả những chỉ huy phụ của ông ta có thể thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình. Mộc Lan thì là một trường hợp giống như Doan P ở xin dưới. Chỉ huy này buff cực mạnh và debuff cũng đáng kể. Cô ta thực sự nguy hiểm trong tay những người chơi tiêu dùng tầm cao, khi mà họ có thể dùng 5 đạo quân và tận dụng tối đa những bùa lợi mà Mộc Lan tạo ra. Và cuối cùng ở seed cao nhất, đáng sợ nhất sẽ lần lượt là những cái tên như sau. Đầu tiên là Aether, là một chỉ huy free trong trò chơi, nhưng sức mạnh của cô ta giống như cái ghế vì nó không bao giờ phải bàn. Sát thương không quá cao, hệ số 800 cho 5 mục tiêu, nhưng mà debuff thì cứ gọi là ối giời ôi luật, giảm một đống chỉ số cho kẻ thù và nó sẽ cực kỳ hiệu quả trên chiến trường khi tạo lợi thế vô cùng lớn cho đồng minh. Aether vẫn hiệu quả phần nào ngay cả thời kỳ KVK trinh phạt, thì chẳng có lý do gì mà cô nàng này không chễm chệ chiếm một slot ở seed F cả. Hai slot tiếp theo sẽ là hai chỉ huy bộ binh, đó là Pyhurt và CM. Sức mạnh của Pyhurt thì mình đã làm rõ ở video này rồi, nếu chưa xem anh em có thể xem lại nhé. Còn CM thì vẫn cứ gọi là thương hiệu rồi. CM tối đa thì gần như có thể làm mọi việc trong trò chơi này, từ open field, rally đến đồn trú, tất cả đều 10 điểm. Không những thế, Pyhurt và CM đều được hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ hiền nhân ở KVK1. Thông thường thì công nghệ này sẽ tăng rất nhiều chỉ số cho bộ binh. Cuối cùng là vị trí của hai chỉ huy cung thủ, đó là Thutmose và Jisunggi. Thutmose là các chỉ huy được sinh ra để khắc chế các con trời bộ binh. Ông ta có rất nhiều hiệu ứng debuff chính vào khả năng đêm trắng của CM hay là khả năng hồi máu của Richard. Bộ kỹ năng cũng cực kỳ toàn diện ở nhiều mảng. Thêm nữa là có một nhánh tài năng hỗ trợ rất thời thượng. Còn với Jisunggi thì 10 điểm rồi. Có gì đâu mà đáng bàn về quốc tướng của chúng ta đúng không nào? Và đó là bảng xếp hạng những chỉ huy xuất sắc nhất của giai đoạn này. Anh em mà lên được những chỉ huy ở danh S thì đảm bảo cứ gọi là hung thần trên chiến trường. Nhưng mà seed S đấy khó chạm lắm em ạ. Hầu hết là các bot mới dùng thôi. Vậy với anh em F2P thì chúng ta có những lời khuyên như nào? Chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ hai nhé. Lời khuyên đầu tiên thì với những người chơi tiêu dùng tầm thấp, lựa chọn để tối đa một chỉ huy huyền thoại trong thời gian đầu của trò chơi là một điều cực kỳ đáng cân nhắc. Nếu anh em không biết thì KVK3 chỉ xuất hiện sau KVK1 khoảng 4 tháng. Và ở KVK3 chúng ta sẽ chào đón sự xuất hiện của các chỉ huy chinh phạt với sức mạnh cực kỳ vượt trội. Do đó nếu bạn đầu tư quá nhiều tượng vàng ở giai đoạn đầu của trò chơi thì các bạn sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn KVK3 và sức mạnh của bạn sẽ bị giảm đi đáng kể. À mà trừ khi bạn muốn chơi tới bến ở giai đoạn đầu của trò chơi, làm quen với game rồi mua một tài khoản để bắt đầu quá trình chơi trong giai đoạn sau. Điều này thì ok, cái này bọn mình cũng có thể giúp được. Tài khoản bây giờ rẻ lắm rồi, rẻ như cho luôn. Các bạn có thể xem những tài khoản đó ở link dưới phần mô tả nhé. Quay lại vấn đề chính, vì thời gian có hạn nên mình sẽ chủ động di chuyển một số vị trí trên bảng xếp hạng, làm sao để cho phù hợp hơn với những anh em F2P hay là những người chơi tiêu dùng tầm thấp. Lý do cho sự thay đổi này là thông thường những người chơi ở mức tiêu dùng này sẽ không tối đa các chỉ huy mà chỉ nâng cấp các kỹ năng đến mức 5111 hoặc là 5x11 để có thể tiết kiệm tượng. Bên cạnh đó là còn chưa kể đến sự kết nối các chỉ huy ở thế hệ sau, kiểu mình yếu mình xin chân đi phụ cho bạn, mà cái này thì không phải ai cũng làm được vì có một yếu tố cực kỳ quan trọng khác, đó là bảo tàng. Vậy đây sẽ là bảng xếp hạng ở phần 1 và đây sẽ là sự biến đổi. Bạn thấy đấy, danh thấp là nơi xuất hiện của những cái tên thiên về hỗ trợ như là Mộc Lan, Doan P hay là Imhotep, những chỉ huy có sát thương đơn mục tiêu và những chỉ huy huyền thoại lãnh đạo, à trừ Mehmet thôi nha. Đại đa số anh em F2P thường chơi 2-3 đạo quân nên những chỉ huy dạng bắp như là Mộc Lan hay Doan Tím sẽ không bộc lộ được hết sức mạnh của mình. Cao hơn chút ở seed B đó sẽ là những chỉ huy ở một bảng nào đấy. Tào Tháo hay là Bailey thì sẽ thiên về khả năng trộm chó giết thời gian. Richard thì 5-1-1,
Bayonsai, Baiba, Kusunoki sẽ là dự bị ổn áp cho từng loại quân nếu cần. Chiến A thì có hai tên tím bao gồm Tôn Tử và Pericles vì sức mạnh xuất sắc của họ. Mẹ Mẹc, CM và Thôn Mốt đều rất ổn áp với mức kỹ năng là 5x11 và đều có đất diễn ở thời gian sau của trò chơi, đặc biệt là Mẹ Mẹc. Cuối cùng, Jisunggi là chỉ huy duy nhất mình khuyên F2P nên tối đa nếu muốn mắc một chỉ huy huyền thoại nào đó để kiếm kill. Pyhurt thì vẫn đủ xuất sắc ở CD này với mức kỹ năng là 5x11 và quan trọng là bảo tàng ngon chết của mình ở những KVK sau. Dĩ nhiên là có một điều quan trọng khác, đó là anh em ở KVK1 thường không nâng cấp được nhiều chỉ huy huyền thoại lên level 60 đâu, tốn sao tốn sách kinh nghiệm lắm, nên là anh em chỉ tập trung vào 1 đến 2 chỉ huy huyền thoại lên level 60 thôi nha, nếu mà anh em muốn họ đi chính. À, một điều quan trọng khác là dù bạn chơi bộ binh, kỵ binh hay cung thủ thì bà này và ông này là hai chỉ huy mà bạn gần như phải có. Họ quá đa dụng và quá mạnh mẽ trong thực chiến, ghép loại quân nào cũng ok. Như mình nói ở trên thì thông thường những anh em F2P chỉ chơi 2 đến 3 đạo quân, thì hai chỉ huy này các bạn cứ nhét vào hai đạo quân đó. Mỗi ông bà đều là chỉ huy phụ ở mỗi đạo quân. Nhớ nha, họ 10 điểm không có nhưng đâu. Và đó là bảng xếp hạng của các chỉ huy ở giai đoạn KVK1 dành cho cả người chơi có mức tiêu dùng tầm cao và những anh em tiêu dùng tầm thấp F2P như mình. Bạn thấy sao về bảng xếp hạng này? Liệu bạn có suy nghĩ khác không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, một sub để tạo thêm động lực cho chúng mình. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.